Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình truyền hình thanh niên tháng 9 năm 2022. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp tỉnh đoàn thực hiện. Sau phần điểm tin hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn diễn ra trong tháng, chương trình truyền hình thanh niên kỳ này sẽ dành phần lớn thời lượng để chuyển tải đến quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên những dấu ấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An nhiệm kỳ 2017-2022. Phần cuối chương trình, mời quý vị đến với không khí vui tươi sôi nổi của Hội làng trò chơi dân gian và tuổi thơ miền quê, một trong những hoạt động hưởng ứng tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022. Hội đồng đội tỉnh nhà thiếu nhi tỉnh Long An phối hợp thành đoàn Tân An tổ chức đêm hội trăng rằm cho thiếu niên nhi đồng. Tại đây, các em thiếu niên nhi đồng được xem nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi thuộc đội nhóm câu lạc bộ nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Dịp này, ban tổ chức đã tặng 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đồng thời tặng 200 phần quà cho các em thiếu nhi nhi đồng trên địa bàn thành phố Tân An và 100 phần quà cho các em thiếu nhi trong câu lạc bộ đội nhóm chuyên nhà thiếu nhi tỉnh Long An. Thưa quý vị, vào giữa tháng 9, tỉnh đoàn tổ chức tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2021-2022 và tuyên dương các danh hiệu của đoàn hội cấp tỉnh năm 2022. Bí thư tỉnh đoàn Trần Hải Phú tham dự. Năm học 2021-2022, cấp tỉnh có 3 học sinh trung học phổ thông được tuyên dương danh hiệu học sinh 3 tốt, 1 học sinh được tuyên dương học sinh 3 rèn luyện và 5 học sinh nhận danh hiệu sinh viên năm tốt. Ngoài ra, tỉnh đoàn khen thưởng cho 19 tập thể, 4 cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khen thưởng 30 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội. Đặc biệt, Long An có 2 tập thể, 2 cá nhân được Hội đồng đội Trung ương khen thưởng và 2 học sinh được nhận giải thưởng Kim đồng. Cũng trong năm học vừa qua, Hội đồng đội tỉnh là một trong 26 đơn vị xuất sắc nhận cờ thi đua của Hội đồng đội Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Ngày 7 tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị thông qua dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu đoàn tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Long An tiên phong đoàn kết, khát vọng sáng tạo, phát triển, trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đáng chú ý là thực hiện 2 chương trình đột phá về tham gia chuyển đổi số và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trẻ. Đồng thời, công tác giáo dục của đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp bộ đoàn chủ động, năng động, sáng tạo trong cách làm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đặt ra và mong muốn các giải pháp phải mang tính thực tiễn đi vào cuộc sống. Tỉnh đoàn sớm hoàn thiện văn kiện để chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên thanh niên thân mến, dấu ấn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An nhiệm kỳ 2017-2022 là chủ đề của hoạt động triển lãm ảnh do tỉnh đoàn tổ chức. Triển lãm được khai mạc ngày 15 tháng 9 tại nhà thiếu nhi tỉnh, sau đó diễn ra vào thời điểm Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 tại khuôn viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, chương trình triển lãm giai đoạn 1 sẽ mở cửa liên tục tại nhà thiếu nhi tỉnh trong giờ hành chính từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 9, tạo không gian để học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên tìm hiểu quá trình công tác, kết quả đạt được của phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2 tập trung vào các hoạt động nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh đoàn. Thì đây là cái hoạt động hết sức thiết thực nhằm góp phần giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi tự hào thêm cái truyền thống vẻ vang của đoàn, đồng thời là thúc đẩy cho các bạn đoàn viên thanh niên sẽ ra sức phấn đấu rèn luyện để tiếp tục là tiếp bước cái truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên phụ trách đội, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, công tác xây dựng đoàn, tham gia xây dựng bảo vệ đảng và hệ thống chính trị là những nội dung trọng tâm được thể hiện tại triển lãm.
với tinh thần tiên phong, xung kích và sáng tạo, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An có những bước phát triển mới, sáng tạo, thiết thực, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm tiên phong của tuổi trẻ trên nhiều mặt công tác, tạo dấu ấn tốt. Cùng các khu vui chơi cho thiếu nhi, hệ thống lọc nước sạch cho trường học. Đây chỉ là một vài trong hàng ngàn công trình phần việc mà đoàn viên thanh niên tỉnh nhà tạo dựng trong nhiệm kỳ qua. Minh chứng cho khát vọng cống hiến và vai trò xung kích của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đại dịch Covid-19, nút trầm giữa bản hùng ca kiến thiết đất nước, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, mọi mặt đời sống xã hội. Bằng tinh thần xung kích, không để ai bị bỏ lại phía sau, tuổi trẻ Long An đã để lại dấu ấn đầy cảm xúc, góp phần tích cực cùng tỉnh nhà khống chế thành công dịch bệnh, đưa cuộc sống nhân dân trở về trạng thái bình thường mới. Tổ chức đoàn, hội, đội, các cấp đã linh hoạt và nhanh chóng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh. Chính sức trẻ ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn người dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo từng bước đi vào thực tiễn. Các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động, nội dung phong phú nhằm tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động sản xuất kinh doanh, trong công tác phục vụ nhân dân và sáng tạo trong đời sống sinh hoạt. Với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, hình ảnh những thanh niên, những người lính trẻ không ngại hiểm nguy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ biên cương Tổ quốc, trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con ấm lòng và vững tin vượt qua thiên tai, hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống. Cùng với đó là các chương trình hưởng ứng cuộc vận động nghĩa tình biên giới, biển đảo, giúp đoàn viên thanh niên xác định ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia ở địa phương, đơn vị. Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng. Nhiệm kỳ qua, với trách nhiệm gìn giữ hòa bình độc lập, đồng thời ra sức đóng góp tài năng, nhiệt huyết và trí tuệ vào công cuộc đổi mới đất nước,
rất nhiều thanh niên Long An dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đương đầu với thử thách. Thông qua các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp do tỉnh đoàn phát động, đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp thêm sức mạnh trên con đường khởi nghiệp. Chất lượng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của đoàn được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần. Công tác hỗ trợ chăm sóc thiếu nhi chú trọng vào tính hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa. Trong 5 năm qua, tỉnh đoàn tập trung triển khai cuộc vận động vì đàn em thân yêu và những chương trình hỗ trợ bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng ở những vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh, tạo cơ hội cho các em tiếp tục đến trường học tập, vui chơi, góp phần không nhỏ giúp đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh vững bước trưởng thành, trở thành những mầm non ưu tú của đoàn. Thông qua phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và chương trình rèn luyện đội viên cùng các hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng, đã có hàng ngàn đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Công tác quốc tế mang hình ảnh trẻ trung, nhiệt huyết, đậm dấu ấn thanh niên Việt Nam, đoàn viên thanh niên Long An tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thanh niên tỉnh Long An với thanh niên tỉnh Trung Seoul Nam Đô Hàn Quốc cùng các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng Vương quốc Campuchia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng, để lại những dấu ấn sâu đậm cho bạn bè quốc tế. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Các cấp bộ đoàn đã giới thiệu cán bộ có chất lượng trưởng thành qua thực tiễn cơ sở để tạo nguồn cán bộ trẻ cho đảng, chính quyền. Từ đó không chỉ ngày càng trẻ quá về độ tuổi, nâng cao về trình độ, cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng chiếm tỷ lệ cao. Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Long An tiên phong đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển, Đại hội 11 sẽ là diễn đàn ý nghĩa để tuổi trẻ Long An gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một thế hệ thanh niên đoàn kết, ý chí mạnh mẽ vươn lên, tiếp tục phấn đấu trở thành những con người làm chủ khoa học trí tuệ, giỏi về chuyên môn lý luận, vừa hồng vừa chuyên, chung tay cùng tuổi trẻ cả nước là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vừa qua, chương trình Hội làng trò chơi dân gian và tuổi thơ miền quê được tổ chức tại khu phức hợp giải trí Khang Thông Happyland, huyện Bến Lức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ các sự kiện hưởng ứng tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022. Quá thân thành nông dân, trải nghiệm một ngày ra đồng bắt cá, bắt vịt, tắm mưa hay thể hiện tinh thần đoàn kết, sự khéo léo nhịp nhàng khi tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập trống, kéo co, đua ghe ngo trên cạn. Những hoạt động đặc sắc thú vị này đang chờ đón các em học sinh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh tại Hội làng trò chơi dân gian và tuổi thơ miền quê. Ban vụ tỉnh đoàn cũng được ban tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch của tỉnh Long An phân công là trưởng ban tổ chức của cái ngày hội làng hôm nay, thì ban vụ tỉnh đoàn cũng chủ động phối hợp với các cơ sở đoàn, đặc biệt là huyện đoàn Bến Lức, cũng là tuyển tình nguyện viên cũng như là trưng bày tổ chức một số trò chơi dân gian để nhằm tạo điều kiện cho các em có đủ mọi điều kiện để vui chơi giải trí trong ngày hôm nay. Hội làng được tổ chức từ ngày 17 tháng 9 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2022. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh đến từ các huyện Tân Trụ, Phú Thừa, Bến Lức và thành phố Tân An. Dạ, con thích trò bắt vịt. Với lại trò bắt cá thì con không bắt được con nào, còn bắt vịt thì con bắt được một con. Trong tuần văn hóa du lịch tỉnh, hội làng đón 7.000 lượt học sinh thiếu nhi tham gia.
Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, những hình ảnh đặc sắc vui tươi trong ngày hội làng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp tỉnh đoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.